Nếu như bạn đang trong cái tình trạng kiếm được đồng nào, hết đồng đó, và bạn biết lý do tại sao mà bạn không giữ được tiền bạc của mình, thậm chí là bạn đã từng có rất là nhiều tiền trong tay, nhưng mà khi bạn đem đi đầu tư, đem đi kinh doanh, thì bây giờ bạn không còn đồng nào nữa hết. Hoặc là bạn có thể là âm một cái số tiền rất là lớn nữa. Thì video này, My sẽ nói cho bạn biết nguyên nhân là gì ở đây nha. Bạn hãy theo dõi hết video này của My. Và từ tuổi thơ của bạn cho đến ngày hôm nay, bạn đã có tư duy về tiền bạc như thế nào? Thì nó sẽ định hình nên cái đời sống tài chính của bạn như thế đó. Bạn hãy thử nhìn lại xem mặc định những quan điểm này đúng hay không bạn nhé. Mi ví dụ, bạn đã từng có suy nghĩ là ôi, tiền bạc là xấu xa, mình là phải làm việc rất là vất vả, rất là chăm chỉ, rất là cực khổ thì mình mới có được tiền. Có được nhiều tiền là phải làm những cái chuyện xấu xa, người giàu là những kẻ xấu, là mình phải sống cái cuộc sống là khổ cực, phải có đức hạnh, phẩm giá tốt. Rồi người giàu là những kẻ xấu xa, là bây giờ là phải sống cái đời sống nghèo khổ mới có đức hạnh, mới có phẩm giá tốt. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Đời cha làm chuyện xấu thì cuộc đời của con cũng mãi xấu. Cha mẹ nghèo thì đời con mãi nghèo. Hoặc là tôi không có thích sở hữu nhiều tiền. Tiền bạc nhiều đối với cuộc sống của tôi là nó không tốt cho cuộc sống của tôi. Nếu như hiện tại bạn đang có những tư duy này, những niềm tin này, thì cuộc sống của bạn mãi khốn khó, mãi túng thiếu đấy. Nếu như bây giờ bạn muốn xóa bỏ những cái tư duy này, những cái niềm tin không phù hợp đối với tiền bạc, thì bây giờ bạn hãy làm cái bài tập sau giúp cho My nha. Thứ nhất là bạn hãy tập trung, hãy lục lọi lại bên trong tâm trí của mình. Những cái tư duy, những cái niềm tin đó nó không phù hợp với mình, những niềm tin mà không được tích cực về tiền bạc, và bạn đã được lập trình ngay từ trong quá khứ cho đến cái thời điểm hiện tại và cái lúc mà bạn còn nhỏ cho đến ngày hôm nay, bạn hãy liệt kê ra càng nhiều càng tốt trong cái cuốn tập của mình. Càng chi tiết càng có lợi cho bạn, thì bạn sẽ có cách thay đổi nó một cách triệt để hơn. Và sau đó bạn viết lại những cái ý mà trái nghĩa, trái ngược với những cái tư duy đó. Ví dụ như là bạn ghi là tiền bạc là xấu xa, là tội lỗi. Bạn hãy viết lại rằng là tiền bạc rất là tốt đẹp. Tiền là giúp cho cuộc sống của tôi có những cuộc sống chất lượng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm. Thì bạn hãy đổi lại là vừa giàu vừa thơm, vân vân. Và bạn hãy lặp đi lặp lại, hãy tuyên bố những cái ngon, hãy tuyên bố những cái câu nói đó, những cái niềm tin đó mỗi sáng và mỗi tối trước khi bạn đi ngủ và sau khi bạn thức dậy nhá. Nếu như mà từng bước bạn thay đổi những cái niềm tin không tốt đẹp về tiền bạc, thì cuộc đời của bạn cũng sẽ từng bước thay đổi một cách rất là nhiệm màu. Bạn sẽ nhìn thấy được là tiền bạc của mình nó đến với cuộc sống của mình rất là dễ dàng, và tiền nó sẽ ở bên bạn lâu bền hơn. Vì theo quy luật hấp dẫn của vũ trụ á, bạn có niềm tin gì thì cuộc sống của bạn diễn ra đúng như vậy. Thực ra nha, bây giờ bạn giữ nguyên cái nếp sống cũ hay là bạn thay đổi theo cái hướng mới, cuộc sống của bạn vẫn phải tiếp tục sống, đúng không nào? Nhưng mà bây giờ có một cái hướng mới giúp cho cuộc sống của bạn giàu có hơn, hạnh phúc hơn. Còn cái hướng kia á, thì sẽ giúp cho bạn cái cuộc sống là rất là áp lực, thậm chí là có thể khánh kiệt hơn. Vậy thì ngay lúc này, ngay bây giờ, bạn chọn cách sống nào cho cuộc đời của mình đây? Để mà thay đổi được cuộc sống của bạn một cách đột phá và bền vững, thành công thì bạn cần phải có môi trường để mà hỗ trợ cho bạn. Và trong môi trường đó sẽ có những người hướng dẫn cho bạn, đồng hành với bạn, giúp cho bạn có được cuộc sống như bạn mong muốn. Và môi trường Doanh Nhân Kiến Quốc Group là một sự lựa chọn cho bạn. Và trong môi trường Doanh Nhân Kiến Quốc Group có một bộ công thức sẽ giúp cho bạn lập trình thay đổi niềm tin, giúp cho bạn nâng cao được cái tần số và giúp cho bạn thu hút được sự may mắn, giúp cho bạn hiểu về những quy luật đồng tiền và giúp cho bạn gia tăng tiền bạc của mình lên. Và từ đó giúp cho bạn thay đổi cuộc sống của bạn mãi mãi. Có dễ không ạ? Vậy thì ngay lúc này, ngay bây giờ bạn đã sẵn sàng đón nhận bộ công thức này hay không ạ? Hãy để lại thông tin bên dưới, hoặc là bạn có thể là liên hệ với My, hoặc là bạn có thể là liên hệ với người chia sẻ cho bạn video này, sẽ gửi tặng cho bạn một tấm vé tham dự chương trình hoàn toàn không có mất phí. Và My sẽ hỗ trợ cho bạn vào học trực tiếp cùng với người thầy của My là một đa triệu phú đô la, đã giúp và hỗ trợ cho rất là nhiều anh chị em thành công và thay đổi cuộc sống. Và nếu như bây giờ bạn nhấn vào nút đăng ký thì người tiếp theo sẽ là bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi hết video của My nha.